Hi, xin chào tất cả các bạn các anh chị. Hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị một cái chiếc xe Attila. Attila Victoria hai màu. À, màu zin của hãng luôn. Màu đen và màu xám. Đen xám các bạn. Với lại đỏ phối hợp. Đó, bản đĩa phiên bản. Khá là liên lạc xe Attila mà bây giờ còn gửi như vậy. Em này mang biển số 59E1 35116. Đó, đi là Victoria. Xe máy móc rất là êm ải luôn nha các bạn. Và thực ra nó theo cái thời gian thôi, thì nó giá trị giờ nó không được cao nữa. Và với một chiếc xe áp là Victoria phiên bản đỏ đen 2 màu, tiền này thì mình muốn bán với giá 3 triệu, giấy tờ nguyên chỉnh đầy đủ, máy móc kêu luôn, giấy tờ nguyên chỉnh, visa tốt luôn. Rồi, tôi đặt cái video.